Xin chào bạn, tôi Tú. Thì video này chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu cái giao diện của phần mềm mà. Thì đầu tiên thì bạn mở cái phần mềm lên. Chúng ta sẽ có thể sử dụng cái phiên bản dùng thử của Aspire Pro để chúng ta tìm hiểu. Rồi sau này khi mà có điều kiện chúng ta sẽ mua cái phiên bản Pro sau. Rồi thì đầu tiên thì bạn thấy đây là giao diện của chúng ta nè. Cái màn hình to nhất mà đang thấy á, là cái màn hình làm việc chính của chúng ta. Rồi thì bạn nhìn lên góc trên cùng ở tay trái á, click vô trên cái logo Aspire nè. Hết chưa? Thì nó sẽ sổ ra người ta cái cửa sổ. Trong đây nó sẽ có những cái lệnh cơ bản như là tạo mới, mở mới, tạo mở cái file của máy tính ta, lưu lại. Rồi import, nhập file vô. Nó cài đặt chung nè. Rồi như tôi nói bạn vô trước, ta click vô đây để xem cái phần phím tắt á. Rồi tiếp theo thì bên tay phải đây là có những cái cửa sổ bật ra. Hiện tại ta đang ở cái cửa sổ về sơ đồ cây, tree cây nè bạn. Thì cây hết tất cả những thành phần có trong đây. Thì ví dụ như là lỡ như mà bạn xóa này đi, ở đây nó sẽ có cái nút là ẩn hay là xóa nè, nó lâu là đóng luôn, còn mini là thu gọn lại. Nhưng tôi lỡ nhấn cái chữ lâu đóng lại thì thật ra nó nằm ở trong cái view này bạn. Cái view này nó có nhiều cái cửa sổ lắm. Thì mỗi cái cửa sổ thì nó sẽ có một cái công dụng riêng. Thì view này chỉ dừng lại mức cơ bản là tôi giới thiệu cho bạn hiểu thôi. Thứ nhất là đây cửa sổ về mesh tool là về chỉnh đường lưới. Tiếp theo là về skin là để tạo những cái lớp da ha, như là thay đổi bộ trang phục á, như cái trang phục nào là đi chơi thời trang, đi đi thể thể dục thể thao hoặc là đi học ví dụ vậy. Còn đây là slot color là cửa sổ về màu sắc. Quay là cửa sổ về quay này tương tự như những cái phần mềm 3D bạn, nghĩa là liên kết giữa đường lưới và cái xương ta. Cái đường lưới và xương. Rồi metric là cái thống kê là bạn phân tích tức nó liệt kê ra cái file Aspire chúng ta cần có những cái thông tin gì, đường lưới bao nhiêu, xương bao nhiêu, cái số lượng nó thống kê ra bạn. Outline là cho chúng ta xem cái cái này cũng ít dùng lắm. Outline review thì chúng ta dùng nhiều rồi. Review là cho chúng ta biết cái kết quả sau khi chúng ta làm chuyển động nhân vật đó, thì chúng ta chọn những cái loại chuyển động như thế nào đó. Rồi tree là cái sơ đồ cây nãy tôi nói các bạn á. Rồi khi bạn liệt kê hết gì là thì bạn có thể tùy chọn là thu nhỏ lại, là nhấn minimize nè, thu nhỏ lại. Đây là những cái cửa sổ thu nhỏ là nó nằm ở góc trên cùng đây là bạn. Còn không thì bạn đóng đi ha, bạn đóng đi. Thì đây là video đầu tiên nên tôi muốn giới thiệu tổng quát về cái giao diện á để cho các bạn biết chúng ta thao tác. Lỡ các bạn có đóng hay là đóng cái xóa cái giao diện nào thì bạn biết quay về là cái giao diện mặc định của phần mềm. Ok ha, chúng tôi nói là dễ. Rồi đầu tiên thì tôi xóa, giả sử tôi xóa hết này đi. Thường á thì khi ban đầu á ta đang ở chế độ setup, nghĩa là chúng ta sẽ thiết lập tư thế, thiết lập cái tư thế cho nhân vật chúng ta, thì chúng ta chỉ để duy nhất, thường tôi chỉ để duy nhất cái sơ đồ cây thôi bạn. Cái review này đóng luôn chứ. Rồi ta chỉ để duy nhất cái sơ đồ cây thôi, là cái tree dưới đây nè. Lưu ý ha, những cái cửa sổ trong đây mà nó có để cái bên đây, cái đây chính là cái phần phím tắt á, phần phím tắt nè nó. Rồi ta chỉ chừa ra cái sơ đồ cây thôi, còn những cái còn lại thì từ từ tới đâu thì tôi sẽ hướng dẫn bạn tới đó, chứ hướng dẫn liền giờ bạn không nhớ đâu. Trên đây thì bạn trong cái sơ đồ cây nè, nó sẽ có trên đây là những cái công cụ ở trên đây, những công cụ trên đây, và nó sẽ có những cái phần thuộc tính bên dưới. Khi bạn chọn một đối tượng nào đó trong đây thì nó sẽ tương ứng, nó sẽ có cái phần thuộc tính thay đổi ở dưới đây. Ok ha, phần thuộc tính. Và tiếp theo á, thì qua đây bạn thấy là ở bên đây chúng ta sẽ có những cái công cụ để chúng ta làm việc trực tiếp trên cái màn hình làm việc đây. Đây là những công cụ của chúng ta. Đó. Còn bên đây thì nó sẽ có chức năng là phóng to thu nhỏ. Rồi tôi sẽ tập hợp hết những cái cần lưu ý, tôi sẽ vẽ trên màn hình cho bạn thấy. Đây là những phần cài đặt chung nè, lưu icon nè. Còn đây là những cái cửa sổ chúng ta. Bạn sẽ mở cửa sổ bằng cách là nhấp view đây. Còn phần đây chính là phần thuộc tính. Rồi thấy dễ chưa? Còn cái chính giữa cái nhân vật bạn thấy ở đây là cái nơi chúng ta làm việc nhiều nhất nè, chứa nhân vật chúng ta đó. Thì đơn giản như là bạn hiểu được cái giao diện rồi. Rồi và khi mà đây hiện tại giờ nãy giờ tôi hướng dẫn các bạn á, là chúng ta chỉ đang ở bên cái giao diện setup thôi, nghĩa là set đặt cái tư thế như thế nào đó. Còn nhưng mà các bạn muốn qua phần chuyển động đúng không, chuyển động thì bạn click vô cái nút này đó, thì nó sẽ qua chế độ anime là chế độ làm chuyển động nhân vật chúng ta. Thì nó sẽ hiển thị cái timeline giống như những các bạn nào thường hay chỉnh sửa video á thì nó sẽ hiển thị tương tự vậy. Còn bạn nào làm After Effects thì thật ra nó tương tự thôi. Và những cái phần mềm là hoạt hình tương tự như là
Spectral hay là Dragonborn á, thì nó hoàn toàn tương tự để chúng ta đặt những khó cây làm chuyển động nhân vật đó. Như như đây tôi cho bạn xem thử nè, bây giờ nó cũng chạy như vậy đó. Đây là đang ở cái trạng thái là trạng thái nghỉ của cái con quái vật này. Đây tôi đang làm cái con gì ta, như là trái cam hay trái bưởi gì đó, trái bưởi gì đó. Đây, đây là cái trạng thái nghỉ, còn dù trạng thái tư thế chạy, xin lỗi, đây là zoom là nhảy, đây là chạy nè, bốp chạy đi bộ á, còn đây là attack là nó tấn công ha. Đây là đang làm cái nhân vật kẻ thù là phản diện á, nó sẽ tấn công nhân vật chính chúng ta. Đó. Cho bạn biết cái giao diện, cái tổng quát như thế nào thôi. Rồi từ từ chúng ta sẽ bắt đầu vô làm chi tiết. Ok ha. Rồi video này chỉ khi bạn chuyển lại thì bạn sẽ click vào đây để chuyển lại. Bạn sử dụng cái nút dưới đây là để phóng to hơn nhỏ. Đấy. Ok. Rồi qua video này bạn chỉ tìm hiểu giao diện thôi. Video sau tôi hướng dẫn các bạn một số cái thao tác cơ bản trên cái giao diện này. Rồi tôi là Tú đã hướng dẫn các bạn trên trang web là www.fancungtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.